双汇的那种，但是双汇的是有淀粉的那种。Kính thưa quý khán giả KBT Hải Ngoại, hiện tại chúng tôi Nguyễn Phương Hùng đang có mặt tại trước nhà hát lớn Hà Nội, không có cách nào đi vào trong cái Sofia Metropolis, thành chúng tôi bắt cũng như các phóng viên ngoại quốc đều phải đứng ở vòng ngoài hết, ngoại trừ những phóng viên riêng của Tổng thống Donald Trump cũng như là của lãnh đạo Kim Jong-un. Vâng, thưa quý khán giả, sau lưng tôi thì có một đoàn du khách của người Trung Quốc, thì họ cũng đang xì xà xì xồ, tức là họ chắc là họ đi thăm nhà hát lớn hoặc là Hỏa Lò. Và từ sáng giờ chạy vòng vòng thì cái địa điểm này có lẽ là địa điểm thích hợp nhất, bởi vì cái đoàn xe đi qua, và chúng tôi xin lặp lại tối hôm qua rất là vô tình. Một cái sự gọi là cái nhân duyên nữa đi, thì trên đường đi trở về khách sạn thì chúng tôi bị chặn đường, và khi mà bị chặn đường ấy thì chúng tôi đành xuống ở chỗ cái vòng xoay nhà hàng Cá Mập, ở đó là cái đường Hàng Đào, thì chúng tôi đứng ngay ở góc đường Hàng Đào và vòng xoay và quay được trọn vẹn hình ảnh của ông Tổng thống Donald Trump. Thì ông Trump ngồi trong xe theo một nguyên tắc an ninh là không bao giờ bật đèn trong xe, nhưng mà hôm qua Tổng thống Donald Trump đã bật đèn sáng ở trong xe để cho mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt rất là vô tư của ông đối với Việt Nam, và một cái tin mừng buổi sáng. Trong khi lúc mà nói chuyện với lại Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, ông Donald Trump đã chính thức gửi lời mời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng trong năm 2019 này sẽ đến thăm Hoa Kỳ. Có lẽ là để đáp lễ lại. Trước đó thì ông Ngoại trưởng Mike Pompeo đã ký một cái thỏa hiệp với lại bà Phương Thảo cũng như là bên Bamboo Airways, là tổng cộng tất cả là 17 chiếc máy bay Boeing, và trong số đó thì là bên Vietjet Airlines là mua được 10 chiếc và Bamboo mua 7 chiếc, tổng cộng số tiền là 21 tỷ đô la. Và thưa quý khán giả, ông Trump đã mang về cho nước Mỹ 21 tỷ đô la, thì không có cách gì mà ông Trump không có trân trọng được dân chúng Việt Nam. Và ngay khi mà xuống phi trường, chúng tôi từ phi trường Nội Bài và sảnh VIP theo đoàn chân đi về tới vừa về cái khách sạn thì đã nhận được cái Twitter của ông Donald Trump: xin cảm ơn tất cả nhân dân Việt Nam đã chào đón tôi nồng nhiệt, và đi ngoài cái sức tưởng tượng của chúng tôi là dân chúng Việt Nam rất là quý mến chúng tôi, và cái thạnh tình này chúng tôi không thể nào quên được, và chúng tôi yêu tất cả các bạn Việt Nam. Đó là lời của ông Donald Trump, câu nói đầu tiên, đúng là cái thông điệp đầu tiên ông đã gửi lên trên Twitter. Và trong ngày hôm qua, thưa quý khán giả, chúng tôi cũng đã phỏng vấn được ông Lê Hoài Trung, tức là Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên KBT Hải Ngoại thì ông đã nói, ông Lê Hoài Trung nói rằng khi mà tôi hỏi câu hỏi rằng cái hình ảnh mà ông Donald Trump cầm lá cờ Việt Nam đưa lên cao nữa, thì có phải đây là một cái sự sắp đặt hay là sự dàn xếp giữa hai bên không? Ông Trump cầm lá cờ Việt Nam và Thủ tướng Phúc cầm cái lá cờ Mỹ. Nhưng mà thưa, nếu mà quý vị vào trong Thiên Hạ Sự 2018.com, Thiên Hạ Sự 2018.com thì chúng tôi đã đưa cái video lên, thì rõ ràng Tổng thống Donald Trump, cả hai người không cầm một cái lá cờ nào hết. Tổng thống Donald Trump đã chủ động cầm cái lá cờ Việt Nam giơ lên cao và nói rằng Việt Nam muôn năm. Sau đó thì ông lấy một cái lá cờ của Hoa Kỳ và đưa lại cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và hai người đi vào trong sảnh. Đây là một cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng cái sự chống đối nhà nước Việt Nam ở các thế lực hải ngoại coi như là bị cáo chung. Và tin ngày hôm qua chúng tôi được biết là Dũng Vô Va cũng đã bị bắt, và hiện tại bây giờ thì không biết đang ở nơi nào.
và có 5 người đi theo Dũng Vô Va cũng không biết được là bây giờ hiện tại Dũng Vô Va đang bị giữ ở đâu. Và cùng đi theo với Dũng Vô Va, chúng tôi nghe nói là có nhà báo Cát Linh của người Việt cũng bị bắt chung. Con bé Cát Linh này nó nghỉ việc từ bên RFA và đi qua làm việc cho tờ báo Người Việt. Và trong suốt ngày hôm qua chúng tôi chỉ biết là Đỗ Trường Thắng và Cát Linh tới trung tâm báo chí và làm một cái phóng sự rất là ngắn, sau đó thì bỏ đi. Từ hôm đó cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi không gặp lại Đỗ Trường Thắng nói riêng và cái cơ quan Người Việt nói chung. Mặc dù tiếng nói của Đỗ Dũng vẫn liên lạc với cầu nối giữa nửa vòng trái đất TV và Người Việt tại chúng tôi bắt đầu hình như là có thể là sắp sửa tới. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi vẫn tường trình tại nhà hát lớn Hà Nội và đây là những cái địa điểm lịch sử. Và chúng tôi đã nói rồi, cái địa điểm tuyệt vời sẽ là một cái kết quả cho hòa bình thế giới, và thành phố Hà Nội được là mệnh danh là thành phố vì hòa bình, Hà Nội the city for the peace. Vâng, thưa quý khán giả, chúng ta phải hãnh diện rằng chúng ta là những người Việt Nam. Và thưa quý khán giả, chung quanh tại đây là những anh em ngày hôm nay là thứ sáu, không biết là có đi làm hay không nhé, nhưng mà đã đứng tập trung đây hầu như là tất cả các cái con đường mà đi vào ở trong cái khách sạn Metropo này, coi như là bị đóng cửa hết. Và cái hình ảnh chúng tôi mong rằng các bạn ghi nhận giống như chúng tôi, đó là người mà đưa tay đầu tiên bắt là ông Donald Trump, đưa tay bắt với lại ông Kim Jong-un. Và cái người mà cười đầu tiên mà tươi nhất là lãnh tụ Kim Jong-un. Ông người là cười trước và cười rất là thoải mái, giống như là kia giọng cười. Cái không nghe được tiếng cười nhưng mà cái miệng cười của ông giống như nhà báo Nguyễn Phương Hùng, thưa quý khán giả. Và chúng tôi xin lặp lại, ông Donald Trump thì chúng tôi gọi là Trump, nhưng mà người miền Bắc thì hay gọi là Trâm, là CH. Và ông Kim thì là có chữ K là Kim, thì Trâm Kim. Thưa Trâm Kim, mà chúng hai ông đã tới Việt Nam để mà châm cứu. Dạ vâng, thưa quý khán giả, và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta đã đạt được cái thỏa ước hòa bình. Và nếu mà được thỏa ước hòa bình ngày hôm nay thì trong năm nay giải Nobel hòa bình sẽ được giao cho Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Chúng tôi xin lặp lại nhé, Kim Jong-un chứ không phải Kim Chỉ Nam nha, thưa quý khán giả. Đừng lẫn lộn giữa Kim Jong-un và Kim Chỉ Nam vợ. Trước mặt quý vị vừa nhìn thấy rằng các anh cảnh vệ của Mỹ đã đi qua đây. Và nhân tiện đây thì chúng tôi nói xin xác nhận chỗ này. Đất nước Việt Nam chúng ta hãy ví giống như là một cái nhà hàng cho thuê một cái tiệc cưới hay là hội nghị. Và bên Mỹ cũng giống như là bên Triều Tiên, họ mượn cái nhà hàng đó để tổ chức tiệc cưới cho hai bên. Đây là một cái đám cưới rất là, và lẽ dĩ nhiên chủ nhân cái nhà hàng không có ý kiến. Tất cả mọi sự tổ chức ngày hôm nay đều do Mỹ và Triều Tiên chủ động. Việt Nam mình chỉ cung cấp lực lượng an ninh. Và chúng tôi biết rằng, thưa quý khán giả, chúng ta chỉ có 20 ngày để được tin rằng sẽ tổ chức tại Việt Nam. Và chỉ có 10 ngày sẽ được tin là sẽ tổ chức tại thành phố Hà Nội. Và ngày hôm kia chúng tôi đã gặp Chủ tịch Nguyễn Đức Chung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì ông rất là bận, không thể trả lời câu hỏi của chúng tôi, nhưng mà cũng có giơ tay chào vẫy KBC Hải Ngoại. Và chúng tôi chỉ nói chuyện được với lại Thứ trưởng Ngoại giao là Lê Hoài Trung. Thì chúng tôi thấy rằng là những cái tất cả mọi người, từ nhà nước chính phủ Việt Nam cho tới nhân chúng Việt Nam, hình như ai ai cũng phấn khởi. Và ngoài ra đó thì chúng tôi được biết có những cái vũ khí rất là tối tân của Mỹ đã được chuyển cho Việt Nam, giống như là hồi APEC 2017 khi mà Mỹ mang 30 chiếc xe Hummer, tức là loại xe chống tăng đưa để bảo vệ các giới chức. Thì 10 chiếc đã được để lại cho Việt Nam, 10 chiếc mang qua Tân Java và 10 chiếc gửi qua bên Thái Lan. Vâng, thưa quý khán giả, đó là những cái món quà mà người Mỹ thường thường, chúng giống như là người Việt Nam chúng ta thôi, tới nhà mà bạn mà không có quà nó kỳ lắm, dù ít dù nhiều nó nói lên cái tinh thần, cái văn hóa của những người nhân bản, cái tinh thần nhân bản. Mà chúng ta là con cháu cụ Hồ đã từng nói rằng là chúng ta có những cái
Vâng, thưa quý khán giả, xe bắt đầu tới và chúng tôi xin tạm ngưng để mời quý vị theo dõi cái phóng sự. Đây, như thường lệ, hai chiếc xe công an đi đầu. Và kế đó là một chiếc xe du lịch. Sau đó thì 5 chiếc xe công an, mỗi chiếc xe có 2 người bảo vệ ngồi ở trên. Đi mở đầu. Quý vị lưu ý là luôn luôn cái quái điểu đi, hai chiếc quái điểu. Thì cái chiếc quái điểu nào nằm bên tay trái là cái quái điểu đó của... Ồ, hình như đây là xe của ông Kim Jong-un, không phải của tổng đấy. Thì lý do chúng tôi biết là tại vì một cái xe mui trần mà có đứng quay máy quay trên đó thì là của ông Kim Jong-un. Đây là đoàn xe của ông Kim Jong-un, thưa quý khán giả. Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi trực tiếp của KBC Hải Ngoại từ nhà hát lớn Hà Nội. Và thưa quý khán giả, cái ngày hôm 21 chúng tôi được biết là những cái thủ tục sau cùng, Nhà Trắng ở Việt Mỹ đã loan báo rằng mọi sự trở ngại diễn tiến rất là tốt đẹp, có nghĩa rằng là cái hiệp ước cho cái sự kiện này đã được thông qua và đã được chuẩn bị. Ngày hôm nay 28, hai vị lãnh đạo của hai đất nước Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ chính thức ký thỏa hiệp. Chúng tôi tin chắc rằng cái thỏa hiệp này rất là tốt đẹp, là bởi vì ngày mai mùng 1 tháng 3 Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp ông Kim Jong-un tại phủ Chủ tịch. Vâng, thưa quý khán giả, ngày mai chúng tôi lặp lại là ông Kim Jong-un sẽ được Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng tiếp tại phủ Chủ tịch. Và ngày hôm qua thì sau khi đã tiếp kiến Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng xong thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Donald Trump và tiếp đãi cơm. Không biết là ông Donald Trump có đi không, đi qua lối này hay không, hay là đi đường khác. Như ngày hôm qua đó thì sau khi mà cũng ở Metropolis này ra đó thì ông Kim đi một lối khác, đi về phía Hàng Đào, và còn ông Trump thì đi về phía Marriott Hotel. Chúng tôi đoán rằng là hội nghị sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, bởi vì lý do rằng chúng tôi thấy những cái hình quảng cáo ở trung tâm báo chí chụp Trung tâm Mỹ Đình. Đấy, nhưng mà tất cả lời tiên đoán của chúng tôi đều là, thưa quý khán giả, sai hết. Và không phải riêng chúng tôi mà tất cả những ký giả ngoại quốc đều tiên đoán là sai, bởi vì Trung tâm Hội nghị Mỹ Đình á, nó mang tính cách biểu tượng của quốc gia, mà cả hai nước này có lẽ rằng họ không muốn để dính dấp tới sự kiện này tại Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý khán giả, với hơn 200 quốc gia trên thế giới và cuối cùng thì đã chọn Việt Nam, thì đó là chúng tôi hay nói rằng á, cái điểm chọn lý tuyệt vời đó sẽ đưa đến một cái kết quả hòa bình vĩnh cửu cho thế giới. Và ông Tổng thống Donald Trump đã nhượng bộ, ông Kim Jong-un tới hai lần. Lần thứ nhất là chọn Việt Nam, lần thứ nhì chọn Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng. Quý vị nghĩ rằng khi mà một cái bản tin đưa ra bản hiệp ước của hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên Hoa Kỳ đã được ký tại thủ đô Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Hà Nội, thì quý vị nghe nó hay hơn là được ký tại Đà Nẵng. Tại vì Đà Nẵng cũng chỉ là những cái thành phố bình thường của đất nước của chúng ta mà thôi. Nhưng mà ký tại thủ đô của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa nó sẽ mang một ý nghĩa rất là lớn. Và bởi vì cái ý nghĩa này nó sẽ đi vào lịch sử của thế giới. Và chúng tôi tin chắc rằng khi mà ông Trump và ông Quân đã đồng ý gặp nhau tại Hà Nội,
Có nghĩa rằng là có những cái tin rất là gọi là chúng ta tin rằng 99% là sẽ đi đến thành công, bởi vì cái lời nói mà hôm qua hai ông đã gặp nhau ở Metropole thì các ông đã nói, ông trước khi chia tay chỉ trong vòng 2 phút thôi, ông Donald Trump đã nói một câu. Thưa quý khán giả, quý vị lưu ý dùng: chúng tôi sẽ giúp cho Triều Tiên trở thành một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, và ông sẽ trở thành một lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới. Đó là lời của ông Trump, có nghĩa rằng là họ đã có những cái thỏa thuận ngấm ngầm nào đó. Và tại sao chọn Việt Nam? Bởi vì Việt Nam là một quốc gia đã được công nhận năm 2018 là quốc gia gọi là thăng tiến về kinh tế nhanh nhất thế giới, không phải là nhiều tiền nhất thế giới nhưng mà tiến nhanh nhất thế giới. Chúng ta nên nhớ rằng năm 2015 chúng ta đã đạt chỉ tiêu của Liên Hiệp Quốc, UNESCO đã cho Việt Nam tới năm 2018 để mà xóa đói giảm nghèo. Nhưng hai năm 2015 thì phái đoàn UNESCO đã tới Việt Nam và quan sát và đã và làm báo cáo rằng là Việt Nam đã thật sự xóa đói giảm nghèo. Và bây giờ chúng tôi có thể nói bằng cái hình ảnh của Việt Nam ở bên Mỹ là cỡ 8 giờ tối là chúng ta thấy không rất ít người ra ngoài đường, nhưng mà ở Việt Nam này đó thì từ Hà Nội cho tới miền Nam thì 8 giờ tối thì người ta mới bắt đầu ra ngoài các quán cóc, chỉ cần một cái tách trà và một cái đĩa đậu phộng là có thể ngồi nghĩa là mấy tiếng đồng hồ. Ở Việt Nam của miền của dân Sài Gòn, tức là phố đêm, thì những cái phố thực phẩm ban đêm như là ở Đào Duy Từ là mới mở sau này, nhưng mà phố cổ thì đã có từ lâu rồi. Vâng, chúng tôi vẫn đang chờ đợi đây, có thể rằng là Tổng thống Donald Trump cũng sẽ phải đi con đường này. Từ hôm mà tới đây thì có các bạn đã hai bạn taxi đã nói với nhà báo là bất cứ lúc nào mà bác cần thì cháu chở đi. Thế nhưng mà thưa quý khán giả, chúng tôi không có thời giờ để gọi taxi. Chúng tôi chỉ có là nhảy lên bất cứ một chiếc xe gì, từ xe gắn máy của Grab cho tới những cái xe taxi, cứ nhìn thấy là nhảy lên thôi. Được cái là Grab ấy, khi mà chúng tôi đặt xe đó thì được rất nhanh. Vâng, Grab là rất nhanh, vừa đặt xe xong là được liền. Đồng chí, màu xanh này là đơn vị nào ạ? Mình xong rồi đó ạ, đồng chí. Vâng, thưa quý khán giả, không biết là mà anh mặc đồng phục này là thuộc cái đơn vị nào, thì tại vì lần đầu tiên chúng tôi thấy rằng anh em an ninh mà mặc màu xanh. Vâng, bây giờ thì đã giải tỏa và chúng tôi tìm đường để đi về trung tâm báo chí. Ngày hôm nay là ngày thứ 6, bà con không đi làm mà cũng đi ra ngoài này, mà đây chỉ là một góc đường ở phố Tràng Tiền, thưa quý khán giả. Lúc sáng đi ra đó thì trời lạnh, bây giờ thì bắt đầu đây là các anh đại hàn cũng phải đứng ở ngoài này giống như chúng tôi thôi, không hơn không kém. Anh nhân làm chim đi cả. Vâng, chắc để tiết kiệm pin, có bạn nào? Vâng, cảm ơn ca sĩ Lệ Hằng. Bữa nay là thứ năm, vâng, ngày 28 thứ năm ở bên Việt Nam. Cái đầu mình muốn được nghỉ ngơi, thành ra nghĩ tới ngày thứ sáu để được nghỉ cuối tuần. Vũ hội có trong này không nhỉ? Vũ hội có trong này không?
Vâng, bạn Đặng Phương đi trễ hơn ca sĩ Lại Hàng rồi. Phụ tá của KBG Hải Ngoại ở nhà cũng đã gửi rất nhiều bản tin cho các bạn. Đây là những con chó săn, những con chó của mật vụ, của đặc vụ Mỹ. Đây có những cái chuồng, những người khiêng, cứ hai người khiêng một cái chuồng. Những cái chuồng này, những con chó màu đen này là loại Rottweiler, là một con chó loại nặng ký. Còn bên kia là một con chó Lai. Quý vị thấy không? Cái anh Mỹ anh không cần nói một tiếng nào hết, chỉ gươm nhìn nó cái là tự động nó ngồi xuống. Chỉ nhìn qua ánh mắt là tự động nó ngồi xuống. Con chó đang cầm nó có vằn nó là cùng một loại chó Lai, của Mỹ. Loại này hầu như đã bị cấm ở một số thành phố ở bên Mỹ, bởi vì hai cái hàm của nó khoảng chừng 6.000 bao, tức là khoảng chừng gần 3.000 ký. Cắn một cái không bao giờ nhả ra, và loại chó này rất là say máu, thưa quý khán giả, càng thấy máu càng cắn. Mà đặc biệt là người ta huấn luyện là chỉ cắn vào cổ. Đó là lý do tại sao mà khi nó bắt cướp ấy, thì nó lại cắn vào chân. Nhưng mà trong có loại đó chỉ để đánh hơi là... Vâng, loại này loại đánh hơi thôi. Cái này loại chó này chó huấn luyện để đánh hơi. Thì và đặc biệt nữa, thưa quý khán giả, tất cả xe công an Việt Nam, xe mô tô đó đi vào trong JFW đều bị mật vụ của Mỹ mở cốp xe, mở yên xe ra để cái họ đây là mình không thể trách được họ, mà đây là chúng ta chỉ cho mượn địa điểm đấy, thành ra mà khi mà họ mượn địa điểm thì họ có quyền riêng tư của họ. Ở bên màu xanh ở sở giao thông vận tải này, bữa nay mình tăng cường luôn cả sở giao thông vận tải nữa. Từ ngày 20 đến ngày 2 tháng 3, 500 con số hết. Dạ, công nhận rằng mình rất là hay, biết được có 10 ngày là chọn Hà Nội, 20 ngày thì biết là chọn Việt Nam, mà 10 ngày mới biết là chọn Hà Nội. Có những lực lượng người ta làm ngoài đường 3 ngày không được ngủ. 3 ngày không được ngủ. 3 ngày không được ngủ. Vâng. Tôi có những cái tấm video đó, cả những cái hình video. Ví dụ là anh em bắc vắng bóng màn ngủ ngoài đường. Cây. Dạ vâng. Cây này, tỉa cành cây này. Dạ. Hay là bắc hết đồng chiều sáng. Ôi. Bảo đảm là gì, không để một cái cành cây khô rơi xuống đường này. Vâng. Vâng, thưa quý khán giả, là một người ký giả nước ngoài nói với tôi ở trung tâm báo chí, Hà Nội sạch hơn ở Sài Gòn. Họ nói như vậy đấy. Thì bữa nay anh bạn này của chúng tôi ngồi đây đã nói rằng á, đi lượm từng một cái lá cây, cái cành cây rớt xuống. Thì chính cá nhân tôi đã về Việt Nam 23 lần, mà lần này phải công nhận rằng Hà Nội rất đẹp, nhất là con đường mà Lý Thái Tổ, chỗ tượng đài Lý Thái Tổ rất là sạch. Cái nghĩa là không thấy một cái cọng rác ở ngoài đường nữa. Vâng. Hai ba ngày hôm trước ấy, thì dạ, trời mưa bụi rất là đẹp. Vâng, đúng rồi. Hôm tôi xuống đây thì trời mưa bụi. Thế nhưng mà cỡ khoảng chừng 10, 11 giờ bắt đầu có hơi ánh nắng, nhưng mà được cái là nó khô là tốt rồi. Bởi vì chúng tôi đó, bữa nay là tôi không mang máy lớn. Bên công ty môi trường đô thị người ta làm 24/24 đêm, người ta không ngủ, thế là đi quét sạch một cái khổ. Bữa nay không mang máy lớn. Mang máy lớn là lại phải mang cái bọc ni lông để che, tại vì sợ trời mưa nữa. Mấy anh này chắc để chờ xe đón nó đi về. Đang hỏi xe để xe đón. Đường đang đông quá. Bác có báo nào? KBG Hải Ngoại. Đoàn mình bao nhiêu người? Đoàn mình có một mình tôi này. Một ông già 73 tuổi. Vừa làm video, vừa làm vừa bài viết. Kể cả báo Hàn Quốc, một ekip thì đang chỉ có 2 người thôi. Tờ báo Hải Ngoại duy nhất được quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 2 lần luôn. Nhưng mà thấy đăng ký thì rất đông. 3.000 4 4
gần 4.000 đó, 3.600 đó, đó là chính thức. Còn như... một báo một đài một người thế này. Không. Mấy cái đài kia tụi nó đi đông lắm. Cái đài đi kiếm phải 5 người. Đấy. Mấy đài đi đông lắm. Các đài của nước ngoài gần như là người ta đi cứ ekip 2 3 người thôi. Tập lập. Mấy đài kia đi rất đông. À, chúng tôi là đài tư nhân. Ở bên Mỹ là có những cái đài tư nhân và chúng tôi làm theo cái gọi là cái hệ thống tin mạng chứ không phải là hệ thống tin giấy. Thành ra chúng tôi không cần nhiều nhân viên. Và tổng biên tập viên đó là cameraman luôn. Mấy cái thằng này mặt nó hiền, còn mấy cái thằng nó mang quần mặc